Trước nhu cầu khẩu trang phòng dịch tăng cao cả ở trong nước và thế giới, một số doanh nghiệp dệt may tại Thanh Hóa đã nắm bắt cơ hội, nhanh chóng chuyển hướng sản xuất sang mặt hàng này để đáp ứng sức mua trong nước cũng như xuất khẩu. Do COVID-19, các đơn hàng quần áo xuất đi thị trường châu Âu và Mỹ của Tổng công ty Tiên Sơn đã bị hủy. Trước nguy cơ sản xuất đình trệ, hàng nghìn công nhân không có việc làm, công ty đã mạnh dạn đầu tư hơn 10 tỷ đồng, lắp đặt các dây chuyền sản xuất khẩu trang, trong đó khẩu trang y tế kháng khuẩn 4 lớp, công suất 230.000 chiếc một ngày. Hiện nay thì cái số lượng của công ty chúng tôi, kể cả loại khẩu trang thông thường cũng như khẩu trang y tế thì nó khoảng 30 triệu sản phẩm. Chúng tôi cố gắng là đảm bảo đầy đủ việc làm cũng như không ảnh hưởng đến thu nhập. Và thu nhập cho người lao động thì đảm bảo từ 5 triệu rưỡi đến 6 triệu cho một người trên một tháng, cũng như là đảm bảo đầy đủ các chế độ quyền lợi cho người lao động như trước khi dịch COVID xảy ra. Ngành may công nghiệp ở Thanh Hóa bị ảnh hưởng rất nhiều bởi tình hình dịch bệnh trên thế giới. Trên địa bàn toàn tỉnh có khoảng 100.000 lao động trong các công ty may mặc, chủ yếu là sản xuất quần áo xuất khẩu. Theo thông tin từ Hiệp hội Dệt may của tỉnh, đã có khoảng 40% doanh nghiệp trong Hiệp hội đã chuyển hướng sang sản xuất khẩu trang. Trong khi mà các nước trên thế giới đang còn tiếp tục nguy cơ về cái dịch COVID-19 này, thì các đơn hàng khẩu trang là tiếp tục có. Cho nên doanh nghiệp chúng tôi cũng sẵn sàng bằng lòng và cũng hòa nhịp với cái tình hình chung. Nếu mà chưa COVID mà chưa quay lại thì may khẩu trang, may đồ bảo hộ y tế. Còn nếu mà COVID mà ổn định trên cả thế giới thì chúng tôi lại chuyển sang may cái quần áo truyền thống như từ trước tới nay. Chuyển hướng sản xuất là giải pháp tình thế, doanh thu hiện tại chỉ bằng 60-70% so với giai đoạn chuyên sản xuất đồ may mặc truyền thống trước đó. Nhưng điều này cũng đã thể hiện sự nhạy bén, biến nguy thành cơ, đồng thời mở ra cơ hội cho các doanh nghiệp dệt may trong nước khẳng định tên tuổi tại những thị trường lớn trên thế giới.